hoa hú vía Bút Nờ Mau, MU đầu hạng sớm ở cuộc đua giành vé Champions League. Làm khách trên sân Bút Nờ Mau ở vòng 32 ngoại hạng Anh vào rạng sáng ngày 14 tháng 4. Manchester United, MU tiếp tục thi đấu thất vọng và bị cầm hòa 2-2. Không thắng trong 3 trận liên tiếp, liên tục, rớt không phanh trên bảng xếp hạng nên không khó hiểu khi MU đặt mục tiêu giành 3 điểm trên sân Vitali. Hơn thế, Quỷ Đỏ rất muốn trả món nợ đã thua Bút Nờ Mau 0-3 ngày 9 trên sân nhà Old Trafford ở trận lượt đi. Mục tiêu là thế nhưng MU đã vỡ mộng sau 90 phút khó khăn trước Bút Nờ Mau. Ra sân với đội hình gần như mạnh nhất nhưng nửa đỏ thành Manchester bị đối thủ sút đến 20 lần cả trận. Rất may cho đội khách là những tiền đạo của Bút Nờ Mau cũng không đạt phong độ cao và chỉ có 5 cú sút trúng đích. Tuy nhiên, ngay trong hiệp 1 Bút Nờ Mau đã khiến Onana phải 2 lần vào lưới nhặt bóng với các bàn thắng của Justin Kluivert và Solanke. Hai bàn thua chóng vánh của MU Rasmus Højlund, Marcus Rashford và cả Garnacho dường như mất tích cả trận. Khoảng trống liên tục xuất hiện nhưng bộ ba chơi cao nhất trên hàng công của MU tỏ ra vụng về, khiến cổ động viên ông đầu tiếc nuối. Giữa tình thế khó khăn ấy, Bruno Fernandes, cầu thủ chịu nhiều chỉ trích thời gian qua vì phong độ không tốt bỗng chốc trở thành người hùng. Cầu thủ người Bồ Đào Nha có cú đúc ở phút 31 và 65, ấn định trận hòa 2-2 cho MU chia điểm trước Bút Nờ Mau. MU gần như dương cờ trắng trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải năm sau. Quỷ Đỏ giờ đây đã rơi xuống vị thứ 7 với 50 điểm và kém vị trí thứ 4 của Aston Villa đến 10 điểm. Lịch thi đấu trước mắt của họ cũng không hề nhẹ khi còn phải đụng độ Newcastle, Brighton và đặc biệt là đội đang đua ngôi vô địch là Arsenal. Bruno Fernandes có cú đúp cân bằng tỷ số trận đấu không chỉ hòa thất vọng. MU còn đứng trước viễn cảnh kết thúc mùa giải ở vị trí thấp nhất trong kỷ nguyên mới của ngoại hạng Anh. Đứng trước những câu hỏi của phóng viên, huấn luyện viên Erik ten Hag đã không giữ được bình tĩnh và rời khỏi cuộc họp báo giữa chừng sau chia sẻ: "Tôi không nói là mọi chuyện đã kết thúc. Chúng tôi sẽ làm những gì có thể nhưng tôi cũng biết thực tế là MU đã rơi vào tình cảnh rất khó khăn. Bạn hỏi tôi về top 4 ư? Tôi không cần phải bình luận vì bây giờ nó không còn liên quan đến MU nữa." Huấn luyện viên Erik ten Hag đã không giữ được bình tĩnh khi MU có 4 trận liên tiếp không thắng trái ngược với tình cảnh éo le của MU. Người hàng xóm của họ là Man City đang có chuỗi trận thăng hoa tại ngoại hạng Anh. Ở trận đấu trước đó ít giờ, The Citizen đã có chiến thắng đậm 5-1 trước Luton. Điều đáng lo với huấn luyện viên Pep Guardiola sau trận là chân sút chủ lực Erling Haaland dù đã ghi bàn nhưng vẫn kém duyên đến kinh ngạc. Cầu thủ người Na Uy liên tục có những cơ hội ngon ăn nhưng lại dứt điểm một cách khó hiểu. Thậm chí, bàn thắng của Erling Haaland vào lưới Luton cũng được thực hiện trên chấm phạt đền. Trước đó, Erling Haaland cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội khi đụng độ với Real Madrid ở tứ kết Champions League, Man City và Real Madrid hòa 3-3 ở lượt đi. Vào giữa tuần sau ngày 18 tháng 4, hai đội sẽ quyết đấu trận lượt về trên sân Etihad. Erling Haaland vẫn cho thấy phong độ đáng lo thời gian gần đây, chiến thắng đậm trước Luton cũng đưa Man City tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng. Man City có 73 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với Arsenal và Liverpool, những đội xếp thứ 2 và thứ 3, thi đấu ít hơn họ một trận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.